Nam Phi công bố kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử đến từ Pretoria. Đảng ANC đã dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử thứ 5 tại Nam Phi kể từ khi chế độ phân biệt đối xử chủng tộc bị chấm dứt. Đây là cơ hội cho Tổng thống Jacob Zuma có được sức mạnh chính trị để thúc đẩy cải cách kinh doanh trước sự chống đối của các công đoàn và phe đối lập cánh tả. Đảng ANC đã lên cầm quyền 2 thập niên dưới sự lãnh đạo của ông Nelson Mandela. Hôm qua đã giành được 63.7% số phiếu, với phiếu của 2/3 các huyện đã được đếm. Tại một cuộc họp báo ở Pretoria hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Độc lập bà Pansi Takula cho biết việc đếm phiếu đang tiếp tục diễn ra một cách yên bình. Tuy nhiên, bà nói rằng mặc dù đã có một xu hướng đang bắt đầu xuất hiện, nhưng vẫn còn quá sớm để tuyên bố người chiến thắng. Gặp nhiều khó khăn với tăng trưởng kinh tế chậm chạp và các cuộc đình công gây thiệt hại trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Zuma đã ngày càng phớt lờ các yêu cầu của các công đoàn. Các cuộc đình công của các công đoàn đã gây thiệt hại nặng nề cho niềm tin vào nền kinh tế phát triển nhất của châu Phi.